con tự bê khay và lấy thức ăn cho mình. Con tập trung và chủ động ăn uống. Còn tự giác dọn phần ăn của mình khi ăn xong. Còn tự vệ sinh cá nhân và dọn dẹp khu vực ăn uống. Không ăn rong hay ăn vặt. Không ép ăn. Giáo viên chỉ động viên và hỗ trợ con. Mỗi bữa ăn đều là một hoạt động vui vẻ khiến trẻ chờ đợi. Sakura Montessori hình thành thói quen tự lập cho con ngay từ nhỏ.